Xin chào các bạn, hôm nay mình nấu cái món cá hồi chiên bơ rồi mình chiên với cơm. Sau đó mình để thêm trứng với lại rong biển. Món này rất là dễ ăn nha, ngon, thơm, ngon. Và buổi sáng nếu mình làm món này ăn cũng được, tại vì cá hồi nó mình chiên bơ thì nó không có tanh nữa đó. Rồi nó thơm cái mùi bơ, và cá hồi thì nó béo, ăn nó rất là hấp dẫn và bổ dưỡng nữa. Thì con cũng thích ăn cá hồi, chắc là có lẽ là do nó béo với lại nó không có xương đó, cho nên con thích ăn lắm. Thì mình chiên với ít bơ thôi, thường là mình sẽ chiên cái mặt da trước cho nó giòn, rồi sau đó mình sẽ chiên cái mặt mà nó có thịt á, thì như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Và nó mình để lửa vừa vừa thôi ha, thì cái cá hồi nó cũng ra cái mỡ đó, cho nên là mình chiên như vậy thì là nó cũng để ít bơ thôi, mình để ít bơ thôi, không có để nhiều nha, để cái lớp da xuống trước. Thì mình chiên lửa nhỏ nhỏ khoảng chừng 5-10 phút gì đó là nó chín, rất là nhanh chín thôi, vì là mình để đông lạnh đó, cho nên là mình sẽ đậy nắp lại cho nó chín ở trên luôn nha. Mình chiên một hồi là mình đậy nắp lại cho nó ươm, rồi mình để thêm xíu muối, một xíu muối ở trên bề mặt của cá đó, với lại xíu tiêu cho nó đậm đà. Khi nào cá nó chín thì mình sẽ vẽ ra rồi mình trộn với cái cơm. Cơm nếu mà cơm nóng thì mình trộn với một ít tương cà rồi mayonnaise cho nó vừa ăn, rồi mình để cá hồi lên trên rồi rắc rong biển lên là ăn được, rất là nhanh gọn, bổ dưỡng nữa.